không ạ? Ồ. Trải đảm đỏ nha, là dắt ông đi lên luôn đó. Cũng có một số khán giả ở xa nước ngoài đã tin tưởng cái cách này nên năm lần nhờ mình và Thảo đến đây để cho ông hai ổng làm như thế, giống như là xin cái bình an và may mắn nha bạn. Có một cái cách rất là lạ, ông hai đang chéo như thế này. Con người thứ hai cũng là ổng đưa chậm, đưa chậm, ổng cháy cho ổng đi chơi. Vậy đó hả chị? Dắn con ra. Đưa chậm là đi cho ba, là biết rồi, vẫn biết rồi. Cái này làm hơi lâu quá, lâu quá. Cái này lỏm à. Cái này làm, ổng mới đưa lại cho ba, ba mới đi chơi người khác ta. Ồ. Để bị tật á. Ồ, đó. Để lên trình ngay cái dầu trắng của ông này luôn. Cái này là của chị ở nước ngoài đó. Cái dòng này là mình mua dùm cho cái chị gì ở đâu? Chị Kim gì? Chị gì? Chị Kim ở bên Nhật, nói chị bên Nhật là được. Một chị ở bên Nhật đó các bạn. Rồi con cảm ơn hai, và còn để con lấy cái đầu tiên là cái của chị ở bên Nhật, Thảo đại diện để sau này Thảo sẽ gửi qua bên Nhật cho cái chị đó. Ông hai thì một dòng thứ hai, cái dòng này là của ai Thảo? Cái dòng này thì ba dòng là của người chị đó, là để gửi cho ông hai làm để cho gia đình. Gửi về cho gia đình để cho ông hai ông coi ông làm coi. Là khi mà mấy thì cái dòng này thì cái dòng này tại vì chị nói là cha và mẹ với một đứa em hay gì đó thì chắc con trai, thì mua cái dòng này cho con trai đeo nó nhìn nó lịch sự hơn. Ông hai đang làm cái nhà. Cái vị khách thì ở nước ngoài. Cái này là cũng thấy cũng tin muốn cho gia đình bình an và may mắn. Thì hiện tại thì lúc gài thì chị ấy đang theo dõi kênh của em. Ở thành ra bây giờ chị cũng nhờ. Bây giờ em cũng vô gắng làm, mà mới đầu thì cũng có nói là chưa chắc là ông hai có làm hay không, thì cũng không dám hứa. Thì nói chung thì chị nói là cứ mua đi, cứ mua rồi cứ là cứ đem vô đi, nếu mà có duyên thì ông hai ông sẽ làm, còn không có duyên thì thôi chứ không có gì cả. Mà nghĩ hôm nay là có duyên đúng không? Có duyên, vừa mới vô là ông hai đã chụp cái cọng dây ông hai làm liền. Thì ban đầu mình gặp ông hai trên đường cũng vậy, giống như có duyên đã gặp ông hai rồi. Chị đó bên Nhật nói gì được rồi, khỏi nói tên. Nói hai ba. Dạ rồi, con cảm ơn ông hai. Dạ, tại con còn. Thấy cái gì? Còn nhà sao bà nói còn hai ba người được không, đỏ cơ nổng à, nãy giờ nó thấy ai đâu. Dạ ông hai, dạ con cho. Có ông ngoài núi Sam có chuyện bán số. Khỏi. Khỏi hả? Cái khác. Nãy nói rồi. Cộng này là cộng khác. Cộng khác á. Cộng đó cộng khác. Cái rồi cộng khác. Người chậm coi kia đã biết, em nói rồi. Dạ đây là cộng khác nè, hai cộng khác nhau. Dạ cái cộng này chưa. Dạ. Rồi ông hai đang làm luôn nghe cả nhà ơi. Ông người con nó ở đâu? Con đó. Dạ ớt. Thì cái cộng này là cái cộng thứ ba đó các bạn. Cộng thứ ba này cũng là một gia đình của chị bên Nhật đó. Cũng nhờ ông bà đến đây đó để cho ông hai này ông vô gà tha đó. Thì nó vô gà tha mình cũng không hiểu vô gà tha như thế nào. Mình có biết, chỉ biết là ông hai ông đang làm, mình gọi làm phép đi. Đó, giống như ông hai cũng làm phép, cũng vô gà tha này đó. Chắc là những người mà khó khăn có phần, nhưng mà khó điển cao nhìn sẽ biết cái này là cái gì. Như mình thì mình không biết. Mình thấy đọc và lạ thôi. Hiện tại là ông hai đang làm nghe cả nhà ơi. Là vô phép màu.
Thì ai tin tưởng thì sẽ có cái sự may mắn đến cho mình. Còn nếu mà không tin tưởng thì ta cứ nghĩ ổng là làm cái gì đâu không à. Nhưng mà thật sự nếu mà tin tưởng thì là sẽ có. Không biết mình thấy ổng gì, ổng đi ra còn như lạc á, ổng giờ vậy nè. Đi cúng mà ổng đi chung ổng á. Dạ. Ổng nói cá đi mà mình đợi đến sắm nổ mà mình lên ngôi. Dạ. Tới kiểu như tới việc của mình làm. Dạ. Dạng này mình cũng biết người âm người ta biết chứ mình nói rõ, mình nói gì. Không, khi... tại vì ổng như có trách nhiệm để nói chị ơi. Cái đâu có khờ, đâu có mà tự động mà muốn nói gì là nói đâu. Ừ. Yeah. Mình không dám nói gì đâu. Rồi, được rồi. Dạ rồi, con cảm ơn ông. Rồi bây giờ thì ba hộp này. Ba hộp này thì xong hết rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ cũng thì cũng xin chúc mừng cho chị nha. Bây giờ còn một hộp. Hộp này thì con cũng để nói chuyện gần gần ông nó không có nghe. Còn cái hộp này thì cái sợi nhỏ này là của một bé Kay Lê, người mẹ ở bên Mỹ nhờ cho ông vô cà tha để coi có duyên để ông làm không nha. Cái này thì mình không có hứa nha. Cái chị bên Mỹ là làm này. Cho các con chị lắm. À, tại vì con chỉ là bị bệnh ngứa gì đó mà giờ nó muốn nhờ ông làm để cho cái may mắn. Ông hai. Còn cái nữa. Hai. Con. Ông hai ơi, cái cọng nhỏ này là của mẹ của bé Kay Lê bên Mỹ á, rồi bé nó bị ngứa đó, rồi ông có thể là làm thép vô để cho bé nó may mắn, cho bé đừng có bệnh nữa. Rồi ông hai làm luôn rồi. Ai ông hai cũng giúp hết nè. À. Chéo tay ông hai, chéo tay chưa? Chút xíu còn chéo tay kiểu khác nữa. Bắt ăn mắng hả chị? Bắt ăn hả chị? Ờ, cái này là bắt ăn đó các bạn. Cái này là bắt ăn nè chị. Giống như là làm cái này đừng cho ai mà vô trong người của người đeo này nè. Đừng có phá phấy nè. Cho nó hên. Dạ, dạ. Cho nó mà may mắn, sức khỏe. Vậy thôi, không biết đẹp. Đó. Ông hai bắt ăn kiểu khác nữa các bạn. Ồ. Bắt ăn đổi đại càng quen nó mới diễn vậy, nhưng mà có làm kéo tay chứ. Rồi nếu mà ai có lòng tin, ai có tin tưởng thì cứ liên hệ với mình nha. Mình cũng chiều quá, bắt nha cũng lại cũng bắt mấy gì đó lại. Dạ. Là ông hai bắt ăn gì vậy? Lại đúng không? Lấy là cửa ra hiện gì đó. Cái bé Kay Lê này, con của chị ở bên Mỹ thì cái dòng này thì ông hai làm nhiều hơn mấy cái kia nha, bắt ăn nhiều thứ lắm nha. Cái đó thì vấn đề về bên tâm linh là mình đâu có biết, là ông hai ông làm thì mình không biết. Không biết ha. Tại vì cũng có nói đó, thì nói bé bị như vậy đó. Nói chung thì ba cái bốn cái sao chuỗi này chắc cũng là có duyên rồi. Có duyên chứ bây giờ thì kiếm ông hai cũng là hơi khó là bạn biết rồi. Với mấy người chị đó nói thì em thì em không. Chú có quen ai không? Dạ. Dạ. Chợ bầu á. Chợ bầu. Có quen ai không? Không. Thấp á. Không. Chợ bầu. Không à. Con không có quen, con không quen ai bên đó hết trơn á. Có gì không ông hai? Cao Lãnh hả? Không phải. Con không có quen, con ở An Giang. Dạ. Ông ngồi ở chợ ông bầu, chú có quen ai không? Chợ ông bầu, anh có gian về bến nè. Tức là chợ ông bầu là nơi con gái của ông hai đang sinh sống đúng không? Dạ. Chợ ông bầu Cao Lãnh nè. Dạ, cho ông hai ông làm nè. Khác ha. Mỗi cộng mỗi khác ha. Ai cũng làm nhiều ha. Cũng chúc mừng bé này nha.
bé này thì ông hai ông làm nhiều hơn nè, nhưng mà ông hai không nói. Rồi, cảm ơn. Con cảm ơn ông hai. Cái thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đang xem một đoạn video, là video này là nói về cái chủ đề ông lão công nhân dùng bể núi vô cà tha cho những vị khách có duyên ở xa, đó là ở bên Mỹ, bên Nhật đó các bạn. Thì Lê Thanh và Thảo hôm nay cũng rất là vui khi làm cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ là để giống như đi làm cái từ thiện ngay đó các bạn, để giúp cho cái ước nguyện của cái chị bên Nhật với người vị khách bên Mỹ đó. Buồn nhớ là tôi vẫn cái là Cao Thanh vô gà tha. Thì cái may mắn mong cái may mắn đó sẽ đến với gia đình của hai vị khách này. Nếu mà các bạn có xem được video này có tình cảm thì có Thảo và Lê Thanh dắt đi tới ông hai cao nhân vùng bảy núi này, thì Lê Thanh và Thảo sẽ sắp xếp một cái thời gian sẽ hứa sẽ dắt các bạn đi. Các bạn nào ở xa nếu có nhu cầu thì ở đây làm giống như vậy, giống như là có gửi cái này qua cho Thảo và Thanh, thì Thảo và Thanh cũng đem đến cho ông cao nhân, sau đó Thanh và Thảo sẽ gửi lại cho các vị khách đó, vị khách mà tin tưởng là vô gà tha nữa các bạn. Bây giờ mình để mình hỏi ông hai về cái vụ này ha. Anh Giang mà ở rồi biết rằng ông Đăng Hòa không? Anh Giang là Trường Nguyễn Du á. Nguyễn Du không biết. Nói ông Châu Đốc á. Nhớ Châu Đốc. Châu Đốc thì con ở Châu Đốc. À. Châu Đốc là con trai ông đó. Hỏi con trai ông ở đâu? Con trai ông hai ở đâu, ở Châu Đốc phải không? Trả lời lúc cũng trả lời không trả lời. Ông hai ơi, ông hai sao mà cái mặt cái quần trái gì ông hai? Dơ, ông nói dơ. Ông nói quần dơ. Quần trái nè, quần trái nè. Họ không trả lời không. Lúc kìa ông hai cũng trả lời. Cô hai là quần trái không à? Con không hai là ông lúc này nè, quần trái nè. Thì nói về ba cái hộp đó đi. Nói chung thì cũng chúc mừng cho chị ở bên Nhật và chị ở bên Mỹ, thì em cũng làm cho chị xong xuôi chứ rồi. Thì ông hai vừa mới đưa cái dây chuỗi ra là ông hai đã chụp làm liền luôn rồi. Thì mấy chị cũng có duyên. Ông đâu nè? Ông hai nói là ai có không? Mẹ rồi ông đâu? Có Phật mẫu ngồi trên đầu đó. Ông hai nói là Phật mẫu ngồi trên đầu. Theo lời kể của chị là cái người dân ở đây gặp ông hai dùng bảy núi này là ở Phú Bắc phải không? Ở đó là Phú Bắc chứ. Nguyễn Thế Dũng mà ông đó ông có đi ngoài đó, ông ở ngoài luôn đó. Tức là ông hai đó là ông có đi ông làm đó nha. Ngoài Phú Bắc. Ông còn làm thủ tướng đó. Ông có ở nhà đó nữa, ông nói ở nhà Nguyễn Thế Dũng đó nè. Rồi, có số điện thoại của vợ Thế Dũng đó nè, mà ta lấy cho mày coi, nói vậy đó. Ghê vậy, có luôn hả? Nhưng chị nói là có người dân ở đây người ta đi về người ta gặp ông ngoài hay sao? Có, tại vì nó đi chùa cái ông xã tôi nói ông Bảy đó làm gánh trong chùa đó. Ông nói ổng giờ đi đây mình không mấy chứ ở ra ngoài người ta quý ổng dữ lắm. Dạ. Mấy người ta ấy làm lễ nè, người ta trải thảm đỏ nha là dắt ông đi lên luôn đó. Nhưng mà trải thảm đỏ là ở trong chùa hả đâu? Cái đó mấy người ta chở ta làm lễ. Đó là lớn vậy đó, chắc vậy đó. Làm lễ hay cái đó có dắt ông lên đó đó. Dắt ổng đi á. Dạ. Ta quý ổng. Thì ông nói vậy đó, mình đến đây thấy ổng bình thường vậy chứ ra ngoài người ta tôn trọng ổng dữ lắm. Chứ không phải như mình ở đây, ở đây thấy ổng đi khơi khơi vậy đó, mình không có ấy. Là cái một người nào đó nói với chị phải không? Cái đó là cái người đó là ông già già, cũng như cả ổng. Có dạ. Một lão già già. Là ổng đi ra, ổng có dịp, ổng đi, ổng gặp. Ổng gặp. Ổng gặp, ổng có về mới nói. Ổng gặp ông cao nhân dùng bảy núi này là đi đến một nơi cái lễ nào đó, người ta rất là tôn trọng. Có gặp ha. Đó, ông gặp ông về ông nói mình biết. Thậm chí hiện nay ở trên cộng đồng mạng cũng rất là tôn trọng ông hai. Đó. Mấy vị Phật tử rồi rất là tôn trọng, rất là tôn kính ông hai. Tính ra mấy cái sau chuỗi mà cái clip vừa rồi đó là của mấy người ở nước ngoài đó, không phải ở đây đó. Ở nước ngoài nhờ Lê Thanh và Thảo. Làm giùm và gửi về bển. Người con thứ hai đó. Điện ai? Điện của hai phải không? Có, con có điện rồi, có. Không? Có. Mới điện qua nè, có. Thông báo rồi cái điện thoại đó gì ông hai ổng lỡ tay sao ông nghe không? Bắt cái lò lớn lắm.
mắt lớn là ông nghe. Tại nó sát vô gì nè. Dạ. Cũng còn nghe. Để hỏi em khỏe không? Khỏe hả? Vậy đó thôi, nói vài tiếng nè. Như là hỗ trợ tiếp. Chắc có lẽ là ông hai đang nhớ con. Không nghe là nó nơi đó là nó ở trọ thôi. Nó cần qua bên của đức thầy á. Là, có cái nhà em nghĩ là ông hai đang nói là cái chỗ hiện giờ cái cô hai nó đang ở trọ thôi, còn cái chỗ ở chính là ở giáo Hòa Hảo á. Đúng rồi. Chút gì đâu con nước không à, con uống không là không có ba. Mình mời ông hỏi chị hay sao? Hồi nãy nghe chị nói là gì ông hai nói là ông đi ra trước thì ông gờ cái đầu ông Phật Di Lặc, ông nói sao vậy? Đúng không à? Bữa hôm đi cúng, tại thường cô hai về đi cúng nè, tháng cúng ở đâu là gì? Cúng ở đâu? Cúng ở chỗ nhà bàn đó. Nhà bàn chùa Phước Lộc Thọ đó. Phước Lộc Thọ nhà bàn á. Chùa đó chùa Trăm Họ. Rồi có ông Phật Di Lặc ngồi trước đó. Dạ. Qua đèn đỏ ngay chân ngã ba ngã tư đó là anh chạy thẳng về chùa bên chùa đó anh đi sới chùa sới là không thấy nha à. Để chùa Phước Lộc Thọ có nhà ông Phật Di Lặc ở trước đó ngồi trước ngay trước luôn à. Rồi rồi ông hai ông lại cúng ha đừng nói nghe thả con phi ra đại đầu đó đi mới chở thôi đầu cát cây nôi hết đó. Ông nói ông giờ nè, ông nói gán nghe mấy ông, tàn tiếng sấm nổ rồi tới mình lên ngôi, tới bổn phận của mình nó sạn lên làm việc. Còn chợ này là chợ quỷ ma. Ông nói hoài gì, ông nói thượng đế đăng cai có ai biết gì đâu, lúc nam lúc nữ. Thì ông nói gì, ông nói hoài vậy đó, ông thượng nói vậy đó. Rồi kiểu là quỷ ma làm cái nhà. Ông ở nhà tôi nè. Tôi tu thì ít. Cái người không tu thì nhiều. Tu thì ít mà không mà làm ác thì nhiều ha. Ờ, ông nói hoài vậy, mày về nhà mày có thượng đế hả? Còn nổi gì nữa? Bây giờ ông nói vậy đó, ông cười cười với mình không biết làm sao. Ông lại ông gặp ông Phật Di Lặc cái ông gờ gờ cái đầu ông nói hả? Vút vút mình ổng gì đó, cái người Di Lặc còn hình nhỏ, cũng không có bự gì mấy. Cái ông nói gán đi, gán chờ đi hả? Gán đi mấy ông ơi, vậy cũng như đợi tiếng nổ, sấm nổ là mình lên ngôi. Mình tới phiên của mình là đang làm việc. Tới phiên của mình lên ngôi ha. Nhưng mà nếu sơ ý là không có nghe ông nói đâu, tại vì tôi cũng không nghe nó rõ nữa. Tại vì ông nói lên ngôi hoài, và chị hai nói bữa nay em tôi không nghe hả, ông nói gì đó. Chỉ thật lại mình nghe, lại đi chung với chị em vậy nè. Chứ tôi cũng không có để ý nữa, tại thường đi vô cho mình thắp nhang mình lại, rồi ông ra ngoài đây nè. Cái đó nó cũng là một cái quyền cơ đó. Không có đó nhìn theo như mình sao dám nói gì. Tiền cơ. Nên mình không dám nói thôi. Không thì mấy người mà có căn, mấy người mà có trách nhiệm ta nói gì đó, ta nói cho mà nghe gì đó, còn ai tin không tin tùy à. Thì đó tin không tùy đó. Cái quyền ở Dương Quy này nè, nó còn đi chùa cúng kiến luôn, còn mà rút một ai đi không? Quỷ. Nó chính quyền ở Dương Quy còn đi cúng. Không có Dương Quy đi chùa gần 30 km là. Còn trên đây chẳng dám hơn, bây giờ phải nói gì. Của ông cứ ngôi hai giả. Địa phận nào thì người ta tính theo địa phận đó. Tại ông nghĩ gì? Nói chung là ai mà tu nhiều thì ông không mừng lắm. Ai lo cúng kiến thì ông thích lắm. Còn có khả nào được ba chợ không? Khả nào được ba chợ? Mình còn không biết ba chợ. Giờ mà hỏi, giờ hỏi. Tôi còn cơ được đó. Thì ông nói lần thi tới ba chợ. Hỏi ông hai phải chợ ba chút không hai, nó còn có một chút à. Ba chút không, ba chút còn một chút không. Nói hoài. Thế là chợ ông Ninh, ấp ăn ngân, ăn hành. Ba chợ lần thi đó. Sao ổng đâu có đi mà ổng biết chứ. Chứ mình đâu có biết, mình đâu có biết ổng đâu đi gấp thấp đâu, về đâu ở gì thôi hả? Cũng như chị đây, chị đâu có biết là ba chợ đó hả? Mình ở dưới mà còn không biết ba chợ. Chợ An Ninh là chợ bánh đá nè, đâu có biết. Chợ bánh đá nằm trong á, anh chạy ngang cũng bánh đá nằm mà không thấy đâu. Bánh đá à? Ông hai có trách nhiệm để nói đá. Bánh đá tuốt ở trong có cái chợ nhỏ nữa. Trong chợ trong sóc đó mà. Tuốt ở trong chợ bánh đá, xưa nó vận chuyển đá xuống đó nghe cái kinh luôn đó. Nha. Cái tôi đem một ca nước gì nè, tôi để cho người ta uống đó. Cái nó còn cỡ nhiêu vậy nè. Mà nó tôi chưa mua tủ lạnh. Tôi chưa có mua lạnh tàng mua đá không à. Cái tôi gánh về, cái tôi uống thắt nước quá, tôi uống vô. Cái tôi quên, vậy mình uống rồi mà đem ra cho ổng. Tại vì đem ra cái ly nước đó là đổ ngang liền. Ông nói mày ổng cho uống, tại mình uống rồi. Tại nước trong đó mình uống rồi. Mình thấy kỳ kỳ ha, thấy kỳ kỳ ha. Quên luôn rồi. Cái đi ra, cái đổ trên, cái ổng cười hà, trời ơi. Mày ổng cho uống rồi. Không cho uống thì nó lạc đổ rồi mình mới lao này nước đá là anh trà đá thôi nha. Là tự lạc hay sao, tự lạc hay là ai làm đụng lạc cái đó là chắc mình rút ra là đổ rồi là ổng cười. Ủa, anh không biết là chắc
ổng đụng sao cho nó lặng ngang đứa rồi có một cái ổng tí với thằng Nguyễn. Ông nói là chắc hôm nay ổng cho uống rồi nó cười vậy đó. Mình dẹp. Thằng Nguyễn với thằng này à. Bây giờ sau này cái gì mình ấy rồi đâu có dám đem ra cho ổng. Cái nào chưa có ăn uống mới đem ra được. Thôi làm chấm thôi bỏ rồi. Rồi ổng biết luôn. Dạ ổng biết cũng hay đó. Hay mình uống trong đây mình đem ra. Nguyễn biết mỗi cái gì mà ông hai ăn với uống là ổng cúng trước. Ổng cúng ông giái. Cúng. Ông giái làm tầm vậy đó. Ông giái, ông nói như mấy ông ba là, ông là anh đi chưa giấy. Gặp là cái người con của chưa nghe nói ra này giờ nghe nói rằng tháng 10 tháng nửa tháng 9 mới về đây.